Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ năm 15 tây tháng 8 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và lúc nãy trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đã dựa trên cái bản tin hai nhà lập pháp của Hồng Kông đang có mặt tại Hoa Kỳ để nói về những gì đang xảy ra tại Hồng Kông và có thể là nói tới cái tương lai nếu như mà chính quyền Bắc Kinh vẫn tiếp tục thao túng Hồng Kông xảy ra chuyện gì. Trong khi đó ngược lại, phía Hoa Kỳ đã bắt đầu lên tiếng gay gắt hơn và lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ và kể cả Tổng thống Trump cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề Hồng Kông, cho thấy rằng là người Hồng Kông, cái cuộc tranh đấu sau 5 năm kể từ cách mạng dù, họ học hỏi được rất nhiều và phương thức tranh đấu của họ đã thay đổi theo từng cái giai đoạn và nó thích hợp và nó lấy được cảm tình, không những là họ chinh phục được cái khối quần chúng ở Hồng Kông so với 5 năm trước, là càng lúc càng có nhiều ban ngành ủng hộ cho họ. Rồi bây giờ bước thêm một bước kế tiếp, họ chinh phục cộng đồng quốc tế và gần như cộng đồng quốc tế đã ủng hộ cho họ khá mạnh mẽ. Cũng hai tấm hình cách nhau 5 năm, nhưng tấm hình của năm nay lại được ủng hộ nhiều hơn trên tuần báo Time. 5 năm trước khi mà xảy ra cuộc cách mạng dù thì gương mặt của Hoàng Chí Phong, tức là Joshua Wong, lúc đó mới có 17 tuổi thôi, đã trở thành một gương mặt lãnh đạo trong cái nhóm cách mạng dù chiếm Trung Hoành, tức là Occupy Central của Hồng Kông, nằm trên tờ báo Times. 5 năm sau, cuộc biểu tình Hồng Kông nổ ra lần thứ hai, lần này không có lãnh đạo. Và bức hình rất hay, bức hình đó cũng nằm trên trang bìa của tuần báo Times, cho thấy rằng là người Hồng Kông đã bắt đầu có những cái chiến lược gọi là tranh đấu. Và cái chiến lược tranh đấu của họ rất hữu hiệu. Bên cạnh chinh phục cái khối quần chúng ở Hồng Kông, họ bước ra bên ngoài và chinh phục cộng đồng quốc tế. Thì các bạn thấy là Hoa Kỳ đã ủng hộ hoàn toàn, rồi Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng. Và tôi nghĩ rằng hai nhà lập pháp này sau khi ghé qua Hoa Kỳ, họ sẽ bay qua Âu Châu để vận động của Liên Hiệp Âu Châu và Úc hay là Canada vân vân. Rõ ràng là người Hồng Kông đang chinh phục được cộng đồng quốc tế vì cuộc tranh đấu của họ, bởi vì họ nhấn mạnh hai điểm giá trị của dân chủ và nhân quyền. Tương tự như bà Thái Anh Văn của Đài Loan, mỗi lần bà xuất hiện ở bất cứ một nơi nào, bà cũng nhấn mạnh cái sự phát triển của Đài Loan ngày hôm nay là nhờ vào cái giá trị của dân chủ và nhân quyền. Thì người Hồng Kông họ cũng y chang như bà Thái Anh Văn. Thì do đó tôi thấy được cái sự thành công của họ. Tuy nhiên đổi ngược lại, Bắc Kinh đã có xu hướng là muốn nhe cái răng nanh của họ ra để cắn cái bánh Hồng Kông. Và rõ ràng là những cái lời đe dọa trong mấy ngày qua thì các bạn đã thấy. Và trong 1-2 tuần nữa, tình hình Hồng Kông theo nhận định của tôi nó sẽ căng hơn. Tức là người Hồng Kông sẽ gia tăng các cái cuộc biểu tình của họ. Ngược lại thì Trung Quốc cũng sẽ có thể đưa lực lượng của họ vào Hồng Kông, tức là tình hình lại căng lên nữa. Và cộng đồng quốc tế vẫn căng mắt nhìn vào Hồng Kông. Đó là câu chuyện của Hồng Kông trong cái đề tài thứ nhất. Và bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai. Trong cái đề tài thứ hai thì sáng nay tôi đã có loan tin cho các bạn là Trung Quốc đã bắt đầu tập trận ở bờ biển Hoàng Sa giữa lúc mà đang có những cuộc căng thẳng tại khu vực này với cả Philippines, với cả Việt Nam, với cả Malaysia. Bản tin cho biết là Trung Quốc đã bắt đầu hàng loạt những cuộc tập trận của họ ngay trên Paracel, tức là quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có sự tranh chấp về chủ quyền. Và cuộc tập trận này bắt đầu từ hôm thứ Ba. Theo cái tin cho biết thì là nó sẽ bắt đầu từ sáng hôm thứ Ba và tới chiều hôm thứ Năm, tức là bây giờ, thì cái cuộc tập trận này đã hoàn tất. Và trong đó là phía Trung Quốc đã đưa ra ba cái notice, tức là ba cái thông cáo. Cái cơ quan kiểm soát hàng hải của Trung Quốc đã đưa ra cái thông báo từ hôm thứ Hai rồi. Và họ không cho biết chi tiết mục đích của những cuộc tập trận này và cũng không cho biết là cái lực lượng nào tham gia vào các cuộc tập trận này. Thì họ cũng nhắc lại cái bản tin về cái vụ mà tàu Hải Dương 8 vào tháng trước đã vào trong cái vùng biển Việt Nam và ở bãi Tư Chính. Và bây giờ nó đã quay lại
ở trong cái 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì câu hỏi đặt ra, mục đích của cuộc tập trận này là cái gì? Ok các bạn, để phân tích cho các bạn rõ, thì các bạn thấy là cuộc tập trận này diễn ra vừa sau khi hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ vừa rời khỏi Philippines đi ra khỏi Biển Đông. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta thấy rõ. Điểm thứ hai, tại sao tàu Hải Dương 8 thăm dò dầu khí của Trung Quốc đã rời khỏi cái bãi Tư Chính rồi, bất ngờ mấy ngày sau quay trở lại? Và khi nó quay trở lại thì cùng một lượt cái cuộc tập trận trên Biển Đông diễn ra. Mà cuộc tập trận này Trung Quốc đều không thông báo trước, chỉ nhận được cái thông báo ngày thứ hai, thứ ba tập trận rồi. Mà cũng không cho biết là những cái lực lượng binh chủng nào tham gia cuộc tập trận, trong đó hải quân, không quân, lục quân gì đó, họ không có được bất cứ một cái chi tiết nào hết. Vậy thì thực ra cuộc tập trận này nó là cuộc tập trận hay nó có cái mục đích khác đây các bạn? Tôi thì cho rằng nó có mục đích khác, chứ không phải là cái diện tập trận để mà uy hiếp những cái quốc gia xung quanh đó, hay là thử thách thức cái đường tự do hàng hải của Hoa Kỳ. Bây giờ tôi sẽ đưa bản đồ cho các bạn xem cái bản đồ trước, rồi sau đó chúng ta xác định được cái cuộc tập trận này, trước khi mà chúng ta bắt đầu phân tích tại sao tôi nói là họ có mục đích khác trong cái cuộc tập trận nha các bạn. Ok, bây giờ trên bản đồ của Phong đưa cho các bạn, đây là cái bản đồ của Biển Đông toàn bộ Phong zoom ra, thì các bạn thấy khi Phong zoom vô thì các bạn vẫn thấy là Hoàng Sa ở đây, Trường Sa ở đây, bãi Tư Chính nằm ở khúc này nha các bạn, bãi Tư Chính đang nằm ở khúc này rồi, gần Vũng Tàu thì đúng hơn, nằm xuống chút xíu nữa, ok, nó nằm ở khúc này là cái chỗ mà chiếc tàu Hải Dương đang quay trở lại gần ở khu vực này. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra là nằm ngay Paracel, tức là quần đảo Hoàng Sa, và nó nằm ngay khu này các bạn, giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa. Nếu tôi zoom vào thì các bạn thấy đảo Hoàng Sa có rất nhiều những đảo nhỏ, các bạn thấy chưa? Thì những đảo này là Trung Quốc bây giờ đã chiếm toàn bộ các cái đảo này. Họ thiết lập tất cả các cái hạ tầng cơ sở quân sự của họ trên tất cả những đảo nổi, đảo chìm ở khu vực này nha các bạn. Bây giờ tôi zoom ra thì khu vực này là khu vực Trung Quốc đang tập trận đây các bạn. Ok. Còn Hoa Kỳ, cái hàng không mẫu hạm hôm trước là đậu ở Manila, tức là cái hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan là đang tập trận, đang đậu ở đây, và bây giờ họ đi ra rồi. Và cái khu vực ở giữa Hoàng Sa và Trường Sa là con đường tự do hàng hải mà Hoa Kỳ đang thực hiện nha các bạn. Đây là cái tuyến đường hàng hải mà Hoa Kỳ khẳng định là không thuộc chủ quyền của ai, và Hoa Kỳ bảo vệ cái tuyến đường hàng hải này. Ở trên đây coi như là Trung Quốc kiểm soát nha các bạn. Do đó muốn lên eo biển Đài Loan phải đi từ hướng này và lên đây và băng ngang cái eo biển Đài Loan để qua bên biển Hoàng Hải. Thì đây là để cho các bạn thấy rõ trên cái bản đồ, để các bạn mường tượng được cuộc tập trận nằm ở đâu và đường hàng hải ở đâu. Khu vực này là bãi Tư Chính nha các bạn. Ok, khu vực này là bãi Tư Chính và cái nơi mà chiếc tàu Hải Dương nó bắt đầu nó quay trở lại khúc này. Rồi, bây giờ các bạn đã nắm rõ cái vị trí của chỗ tập trận, cái vị trí của con tàu Hải Dương nó đang tới và đậu ở đó, và cái đường tự do hàng hải nó nằm bên phía bên đây. Rõ ràng chưa? Các bạn đã nắm rõ trên cái bản đồ rồi. Thì tôi nói tại sao họ có mục đích khác. Hôm trước tôi có nói với các bạn, đặt cái câu hỏi với các bạn trong cái việc mà tàu Hải Dương của Trung Quốc đậu tại bãi Tư Chính suốt một tháng trời. Vấn đề không phải là thăm dò dầu khí, mà họ đặt cái gì ở dưới lòng biển. Hôm trước các bạn còn nhớ tôi có nói cái này không? Họ đặt cái gì ở dưới lòng biển? Và tại sao bây giờ họ quay trở lại? Và cuộc quay trở lại này cùng một lượt Trung Quốc tập trận ở trên cái khu vực bờ biển Hoàng Sa. Và cuộc tập trận này không cho biết là lực lượng nào tham gia. Lý do tại sao vậy các bạn? Cuộc tập trận này chỉ là hình thức thôi, tức là biểu diễn ở trên mặt nước thôi. Tại vì họ lợi dụng cuộc tập trận trên mặt nước để họ đưa tất cả những cái dụng cụ xuống ở dưới đáy biển. Lý do tại sao? Nếu bây giờ tôi đặt một giả dụ, ok, đây là cái bờ biển nha các bạn, bây giờ là cái bãi Tư Chính lên đây, nếu bây giờ mà họ thiếu những cái dụng cụ nào đó ở cái dưới mặt biển ở đây,
mà khơi khơi họ chở một chiếc tàu đi vô đây rồi để những cái dụng cụ đây, thì tất cả satellite, tức là tất cả những cái vệ tinh sẽ chụp được cái này, là biết họ đang làm gì ở đó, là biết Trung Quốc sẽ đang làm gì ở khu vực này. Do đó khơi khơi mà chở như vậy thì cộng đồng quốc tế biết hết. Do đó Trung Quốc phải gọi là dương đông kích tây, tức là ở trên mặt nước thì tập trận, và khi họ tập trận thì họ phải chở vũ khí tới, họ phải chở tàu chiến tới, họ phải đưa tìm thủy đỉnh tới để tập trận. Thì tất cả cái đó họ nói đây là tập trận của chúng tôi mà. Nhưng mà ở trong tất cả những cái đó, cái thiết bị chính là những cái thiết bị rất lớn đặt dưới lòng biển. Họ chở kèm theo những cái thiết bị đó chung với vũ khí tập trận. Trong lúc tập trận thì họ lại đưa xuống mặt biển và họ đưa tới cái bãi biển này. Họ đưa tới cái bãi biển ở cái khu vực mà tàu Hải Dương 8, là tàu thăm dò dầu khí á, đang neo đậu ở đó. Và tàu ở đó sẽ phụ trách cái phần ở trên để mà đưa xuống dưới. Và cái phần kia thì nó đưa ở dưới lòng biển, nó đưa tới. Và ở trên là cuộc tập trận thì không ai nhìn thấy gì hết. Không ai nhìn thấy gì hết các bạn. Tại vì sao? Cái hệ thống radar của Việt Nam rất yếu. Việt Nam gần như không có cái hệ thống radar để mà rà soát được những cái gì ở dưới đáy biển. Chưa đủ tư cách và chưa đủ khả năng có cái hệ thống radar rà tìm ở dưới. Do đó các bạn, đây là một trong những cái mà tôi cho rằng là cái tôi sợ nhất. Cái mà tôi sợ nhất là cái dàn hỏa tiễn ngầm dưới mặt nước. Cái mà tôi sợ nhất là Trung Quốc đặt dàn hỏa tiễn ngầm dưới mặt nước, tức là cái bệ phóng ở dưới biển đó các bạn. Họ lắp đặt những cái bệ phóng hỏa tiễn ở dưới mặt biển thì cái đó satellite ở trên chụp xuống không được. Tức là họ có những cái bệ phóng hỏa tiễn ở trên các cái đảo thì là cái hệ thống satellite, tức là hệ thống vệ tinh, người ta chụp được, người ta phân tích được, tại vì chụp từ trên không xuống. Còn bây giờ nằm dưới lòng biển và hệ thống phóng hỏa tiễn này, các bạn nhớ là chúng ta đã có những, Trung Quốc có những cái tiềm thủy đỉnh có thể phóng hỏa tiễn từ dưới biển đi lên mà các bạn. Nhưng mà nếu mà đưa tiềm thủy đỉnh xuống đó để mà phóng á, thì nó xa xôi quá, từ trên đảo Hải Nam mà đi xuống tận khu đó à. Rồi ai, do đó họ lắp đặt những cái bệ phóng hỏa tiễn nằm ở dưới đáy biển và họ điều khiển từ đảo Hải Nam. Tức là họ có khả năng điều khiển cái dàn hỏa tiễn tự động bắn từ dưới lên mà không cần đặt người ở đó. Đây là cái điều mà tôi sợ nhất. Cho nên cái cuộc tập trận ở trên mặt nước chỉ là cái diện thôi. Chỉ là cái diện thôi các bạn. Chứ nó không phải là cái thực sự là đe dọa các quốc gia xung quanh. Mà nó chỉ là một cái bình phong ở trên để che những cái việc làm ở dưới đáy biển của Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao bất ngờ cái tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời khỏi bãi Tư Chính rồi. Tự nhiên quay trở lại. Tự nhiên nó quay trở lại. Tức là cái quyết định này được đưa ra trong vòng mới có mấy ngày thôi. Là những mấy ngày này là gì các bạn? Là do lệnh từ Bắc Kinh và Bộ Chỉ huy miền Nam. Trong khi đó, các bạn nhớ cái bản tin đầu tôi nói là 190.000 cảnh sát giả chiến và một số quân đội, lực lượng bán quân sự của Trung Quốc đang có mặt ở cái sân banh ở Thẩm Quyến, sát biên giới Hồng Kông không? Lần này nó nằm ngay miền Nam của Trung Quốc. Nhưng mà để chỉ huy toàn bộ cái đám cảnh sát giả chiến này lại là lực lượng chỉ huy miền Đông. Tức là gọi là Eastern Theater Commander. Tức là bộ chỉ huy miền Đông của Trung Quốc chỉ huy cái đám mà cảnh sát giả chiến. Ủa, nó xuống miền Nam, tại sao bộ chỉ huy miền Nam không làm mà lại để cho bộ chỉ huy miền Đông làm? Nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là cái đám bộ chỉ huy miền Nam có thể có những cái liên hệ với phía Hồng Kông. Chưa chắc đã thẳng tay trong các cuộc biểu tình. Cho nên nó đưa cái đám ở phía Bắc xuống. Nha các bạn, ở phía Đông Bắc xuống. Và cái thứ hai là bộ chỉ huy miền Nam đang có sứ mạng ở tại Biển Đông. Họ không có rảnh tay để mà lo cái chuyện Hồng Kông. Do đó Tập Cận Bình đã đưa bộ chỉ huy miền Đông xuống chỉ huy cái đám cảnh sát giả chiến ở Hồng Kông. Sát giáp Hồng Kông đó là bộ chỉ huy miền Đông. Còn mà cái chỗ xuống ngay Quảng Châu là ngay cái
cái điểm của gọi là tổng tham mưu của Bộ Chỉ huy miền Nam đó các bạn. Mà bây giờ Bộ Chỉ huy miền Nam đâu? Tại vì Bộ Chỉ huy miền Nam đang có cái sứ mạng ở dưới biển. Do đó, để phân tích, để chúng ta thấy được là cái tiềm năng nó rất nguy hiểm. Tại vì bây giờ nếu tôi mở lại, ok, để cho các bạn hiểu rõ hơn, tôi mở cái bản đồ lại cho các bạn xem. Ok các bạn, tôi rung ra nha. Ok, các bạn, Bộ Chỉ huy miền Đông của Trung Quốc nằm ở đây, tức là ở Liêu Ninh và biển Đại Liên, nơi mà có cái công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc, nó nằm ở đây nha các bạn, Đông Bắc. Ok, nó nằm ở Đông Bắc, mà bây giờ nó xuống đây sát Hồng Kông để nó chỉ huy ngay Quảng Châu. Mà khu vực này và khu vực Phúc Kiến ở đây, toàn bộ cái dãy này nè là thuộc Bộ Chỉ huy miền Nam. Tại sao mà họ không phái một Bộ Chỉ huy miền Nam để mà chỉ huy cái đám cảnh sát sát Hồng Kông? Các bạn thấy chưa? Ở đây các bạn, Hồng Kông đây nè, sát Hồng Kông, tại sao không đưa mà phải đưa cái Bộ Chỉ huy tuốt ở miền Đông Bắc xuống? Tại vì Bộ Chỉ huy miền Nam đang lo cái sứ mạng của họ, một phần đối phó với Đài Loan. Tức là cái mặt trận Phúc Kiến là họ kẹt đối phó với tình trạng của Đài Loan. Còn phần ở dưới đây là ngay trụ sở này nè, Quảng Châu này các bạn, là họ thực hiện cái sứ mạng với đảo Hải Nam và cái khu vực ở dưới này. Cho nên họ đâu còn giờ và họ cũng đâu có đủ, không có đó, họ không có chi phối quá nhiều. Họ tập trung vào cái ở dưới miền Nam, đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai, các bạn thấy đây là cái khu vực mà Trung Quốc đang neo. Nó nằm ở đây là biển Nha Trang, đây là biển Vũng Tàu, và cái nơi mà tàu Trung Quốc là Hải Dương 8 của Trung Quốc đang nằm ở khu vực này. Thì các bạn thấy khu vực này là gì? Nó sát với cái đường hàng hải của Hoa Kỳ. Cái đường tự do hàng hải của Hoa Kỳ nằm ngay đây. Và nếu như các bạn tưởng tượng rằng nếu mà nó đặt cái bệ phóng hỏa tiễn ở dưới đây, nó sẽ nguy hiểm cho Hoa Kỳ như thế nào? Nghe các bạn, đây nè, khu vực này nó, đây là cái đường tự do hàng hải của Hoa Kỳ. Từ ở cái eo biển giữa Đài Loan và Philippines là họ vào đây, họ đi xuống Đông Nam Á. Đi xuống Đông Nam Á thì họ ghé là các bạn Singapore, Malaysia đây, qua eo biển Thái Lan bên đây, rồi biển Campuchia bên đây. Và biển Campuchia các bạn nhớ là có thể có khả năng có cái căn cứ quân sự Trung Quốc ở đây nữa. Thì các bạn thấy rõ ràng đây là một cái chiến lược về quân sự của Trung Quốc để mà ngăn chặn cái sự quay trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và họ đặt tất cả những cái hạ tầng cơ sở về quân sự. Và nó rất nguy hiểm khi mà tất cả cái hệ thống quân sự của Trung Quốc ở đây, nó sẽ đe dọa tới cái an ninh hàng hải của Hoa Kỳ. Và nó bắt đầu thực hiện cái việc chiếm lĩnh toàn bộ Biển Đông. Khi mà nó đặt xong tất cả, có quốc gia nào có được cái giàn hỏa tiễn ở đó đâu? Và bây giờ nếu như nó đặt hết tất cả rồi, coi như nó triệt buộc toàn bộ khu biển này, nó triệt buộc toàn bộ khu biển này. Bây giờ tàu Hoa Kỳ lạng quạng nó đuổi ra, tại vì nó có đủ vũ khí tối tân ở dưới để mà nó uy hiếp. Thì các bạn thấy rất là rõ nét, tức là trên các cái đảo xây dựng hạ tầng cơ sở của Trung Quốc vẫn là những chiến đấu cơ. Các cái đảo đó chỉ có nhiệm vụ là bãi đáp của các chiến đấu cơ, và đồng thời là cái nơi bảo trì, tức là maintenance những cái tàu chiến, tàu hải giám của Trung Quốc qua lại thôi. Nhưng mà cái dàn vũ khí thật sự họ nhét dưới đáy biển, điều này rất là phải nói rằng là nó uy hiếp toàn bộ khu vực. Tình báo Hoa Kỳ không, họ làm ở trên tình báo Hoa Kỳ đâu có biết, đâu có làm được cái gì. Các cái tổ chức chiến lược gia dựa trên tất cả những cái hình ảnh vệ tinh trên không trung chụp xuống thì chỉ chụp xuống mặt biển thôi, làm sao chụp ở dưới lòng biển đây? Mà điều này các bạn thấy bên phía Cộng sản Việt Nam làm được cái gì? Phía Cộng sản Việt Nam làm được cái gì đây? Ngay trong vùng biển của mình, bây giờ nó đặt cái gì ở trong đó? Và tôi giống như tôi tiên đoán theo chủ quan của tôi là cái dàn bệ phóng hỏa tiễn. Mà nếu như đó là sự thật thì lúc đó các bạn nghĩ thế nào? Từ dưới đó mà nó bắn ngược vô trong đất liền của Việt Nam thì như thế nào? Nó chấm tọa độ xong nó điều khiển bằng từ đảo Hải Nam, nó bắn ngược vô trong cái lãnh thổ Việt Nam thì như thế nào? Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Đây là một cái chiến lược gọi là quân bình cán cân quân sự của Trung Quốc. Và Trung Quốc lúc trước họ thủ, họ lo phát triển kinh tế. Nhưng bây giờ họ bắt đầu gia tăng cái sự hiện diện của họ trên toàn cầu, là họ đang có dã tâm là vượt qua mặt Hoa Kỳ. Không những khu vực Biển Đông
mà các bạn biết bây giờ họ mon men xuống khu vực biển Nam Thái Bình Dương, nơi có tầm ảnh hưởng của Úc. Họ bắt đầu mon men tới đó, rồi bây giờ họ mon men với Nga lên trên vùng Bắc Cực, tức là xuống Nam Cực lên Bắc Cực nữa. Rõ ràng là Trung Quốc đang trải cái lực lượng quân sự của họ ra trên toàn cầu để mà bắt đầu cân với lại Hoa Kỳ. Đây là, đó là lý do tại sao mà bây giờ tôi nói may mắn, điều may mắn là ông Trump thắng cử năm 2016. Và ông vì cái lý do kinh tế, ông lật ngược cái ván cờ lại. Mà nhờ lật ngược cái ván cờ kinh tế thì nó mới phanh phui ra những cái hồ sơ khác, và vô tình đẩy Trung Quốc trở thành đối thủ của Hoa Kỳ. Chứ mà nếu bây giờ họ vẫn giống như cái thời của Obama, tay bắt mặt mừng là đối thủ, là đối tác tốt và thân cận nhất của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chết lúc nào không hay. Một mặt nó vẫn bắt tay làm ăn, nó trục lợi với Hoa Kỳ. Một mặt khác nó bắt đầu nó gia tăng cái mạng lưới quân sự của nó để đe dọa cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Đây là những cái chiến lược mà Tập Cận Bình đang muốn làm. Chính vì cái chiến lược này mà Tập Cận Bình mới thỏa hiệp được với cái đám ở trong nước. Nhưng Tập Cận Bình bù lại phải nhường ra một số quyền lực. Và lần này các bạn thấy rõ ràng, vừa xong cái hội nghị Bắc Đới Hà là Bộ Chỉ huy miền Đông lập tức có mặt ở trong miền Nam đi. Lập tức có mặt ở trong cái Bộ Chỉ huy miền Nam để điều khiển nguyên cái đám cảnh sát giả chiến ở cái biên giới của Hồng Kông liền. Tức là bây giờ Tập Cận Bình có thể điều khiển được cái đám tướng lãnh ở Bộ Chỉ huy miền Đông. Trước đây cái đám đó bất đồng, ủng hộ Giang Trạch Dân vì quyền lực của tụi nó bị trói buộc. Bây giờ Tập Cận Bình sẵn sàng để cho nó có thêm chút quyền lực và có thêm chút quyền lợi ở trong cái mối làm ăn ở Trung Quốc. Và nó đồng ý là sẽ chịu sự chỉ huy của Tập Cận Bình. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Và như vậy thì coi như là chúng ta đã nhìn thấy được cái chiến lược của Trung Quốc. Chúng ta đã nhìn rõ được cái chiến lược của Trung Quốc đi song song với lại cái một vành đai, một con đường. Và ngày hôm nay tôi nhớ trong cái bản tin Việt Nam mà tôi loan cho các bạn, trong đó tôi có điểm cái tờ cái tin của báo chí trong Việt Nam khi mà Quốc hội chấn vấn ông Nguyễn Văn Thể là Bộ trưởng Giao thông Vận tải về cái đường cao tốc Nam Bắc, thì ông ta vẫn khẳng định an ninh quốc phòng là trên hết. Cái cụm chữ an ninh quốc phòng này rất có ý nghĩa các bạn. Tại sao một cái đường về dân sự mà nó liên quan tới an ninh quốc phòng vậy các bạn? Tại vì trong cái con đường dân sự đó, nó sẽ kèm theo cái đường của quân sự nữa các bạn. Tức là bên cạnh cái cao tốc Nam Bắc có thể có cái đường rầy xe lửa. Và đường rầy xe lửa từ Nam chạy ra Bắc, thì có nghĩa là từ Bắc chạy qua Bắc Kinh luôn, chạy qua tới Trung Quốc, chạy lên tới Quảng Ninh, từ Quảng Ninh qua Trung Quốc. Nó nối từ Trung Quốc xuống nguyên cái đường rầy xe lửa xuống luôn, tức là đổ bộ bằng đường rầy xe lửa đó luôn. Nó đi song hành với lại cái đường cao tốc Nam Bắc đó các bạn. Tại khi giải tỏa để mà xây dựng cái đường cao tốc Nam Bắc đó, đồng trống hai bên mà. Cái đường xe lửa thôi, rất dễ dàng với Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao mà Trung Quốc lại, nhà thầu Trung Quốc 95% trúng thầu cái dự án đường cao tốc Nam Bắc. Những cái này nó đều liên hệ tới cái chiến lược của Bắc Kinh, là bắt đầu từ kiểm soát từ đất liền cho tới mặt biển luôn, để ngăn chặn sự quay trở lại của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á. Bây giờ các bạn tưởng tượng nguyên cái đó mà nó hình thành nguyên một cái hệ thống đường rầy xe lửa. Tức là về mặt đất liền, Trung Quốc cũng sẽ có cái phương tiện. Dưới mặt lòng biển cũng có phương tiện. Trên các đảo họ cũng kiểm soát. Thì các bạn nghĩ đi, bây giờ Hoa Kỳ quay trở lại. Even là Hoa Kỳ có Philippines đi, thì cái thế lực quân sự chưa chắc đã cân được với Trung Quốc ở khu vực này. Kể cả lúc mà Hoa Kỳ ký lại cái thỏa ước cũ với Philippines, là mướn lại cái căn cứ Subic Bay, cũng chưa chắc cân được với Trung Quốc. Tại vì họ đặt hết tất cả hạ tầng cơ sở, trong khi Hoa Kỳ chỉ có một cái căn cứ thôi. Đây là cái chiến lược về quốc phòng của Trung Quốc. Và họ dự tính trong 5 năm, 10 năm tới, 20 năm tới, chứ không phải họ nói, họ canh vào những cái trước mắt đâu. Ai cũng nói, ô, bãi tư chính đang có dầu quả, Trung Quốc muốn cướp. Họ cướp dầu quả là đúng. Nhưng mà trước khi
họ không có dại dột gì khai thác dầu hỏa khi họ chưa kiểm soát toàn bộ 100% khu vực. Muốn kiểm soát toàn bộ 100% khu vực, họ phải có những cái dàn quân sự của họ xung quanh đó để chắc chắn rằng không ai phản kháng nổi, bắt đầu họ mới khai thác về dầu hỏa. Còn bây giờ chưa phải là lúc đi cướp dầu hỏa của Việt Nam, hay là cướp những cái mỏ dầu hay là những cái mỏ khoáng năng lượng ở khu vực Biển Đông, chưa phải lúc. Lúc này là lúc họ đang lắp đặt những hạ tầng cơ sở về quân sự. Vậy thì bài toán của Biển Đông, các bạn cho tôi biết, với cái tiềm năng nguy hiểm này mà Hoa Kỳ không có những cái động thái mạnh, và các đồng minh của Hoa Kỳ, Anh, Canada, New Zealand, kể cả Liên Hiệp Âu Châu, mà không gia tăng cái sự hiện diện ở lại Biển Đông và lấy lại quân bình này, thì trong 5 năm nữa Trung Quốc kiểm soát toàn bộ khu vực biển này. Trung Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực biển này. Là lúc đó tàu bè đi ngang là phải có sự cho phép của Trung Quốc, rồi phải đóng thuế cho Trung Quốc, rồi thậm chí họ sẽ xây dựng những cái trạm gọi là về dân sự mà bảo trì thuyền bè, là họ lấy sạch hết luôn. Rồi nguồn hải sản ở Trường Sa hay là nguồn dầu khí năng lượng ở Hoàng Sa là họ thao túng hết luôn. Đây là một trong những cái mà Trung Quốc đang nhắm tới các bạn. Chiến lược của họ là như vậy. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lát nữa Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong cái chương trình tin cập nhật buổi tối. Các bạn có thể đem đề tài này lên để tiếp tục thảo luận, hoặc là các bạn có thể thảo luận trên những cái tin mới nhất được cập nhật vào chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, tức là lúc 6:30 giờ California. Mến chào tất cả mọi người. Bye bye.